cây cỏ mọc um tùm cao quá đầu người, vật liệu han rỉ xuống cấp trầm trọng. Đây là những hình ảnh mà phóng viên Tầm Nhìn TV ghi nhận được tại khu dự án nhà ở Văn La thuộc phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội. Được biết, dự án khu nhà ở Văn La do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư. Đến nay, đã 12 năm trôi qua, dự án này vẫn chỉ nằm trên bản vẽ. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Green Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Minh Group. Nhiều năm nay, khu vực dự án đã trở thành bãi trông xe, kiosk bán hàng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn an ninh trên khu vực, gây bức xúc trong dư luận. Được giao đất từ năm 2008 để thực hiện dự án khu nhà ở Văn La trong quy hoạch chung đô thị đến năm 2020. Nằm ở vị trí trung tâm của quận Hà Đông, với tổng vốn đầu tư hơn 50 triệu đô la Mỹ trên diện tích hơn 12 hectare, khu nhà ở Văn La mang phong cách kiến trúc châu Âu, được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, bao gồm công viên cây xanh, các cơ quan, công sở, trường học, khu vui chơi, giải trí và các dịch vụ tiện ích. Khu đất có vị trí thuận lợi về giao thông, có tốc độ đô thị hóa cao với hàng loạt các dự án trọng điểm về hành chính, đô thị, thương mại, tài chính và dịch vụ. Thế nhưng, dự án này vẫn đang dậm chân tại chỗ. Thế thì bao tiền? Hai triệu. Hai triệu một tháng. Hai triệu một tháng. Làm bán thuê ở đây lâu chưa? Năm. Năm. Bình thường thì mình sẽ trả theo tháng hay là theo trả theo tháng? Cái này là của bên nào cho thuê đấy bạn? Dự án. Bên dự án đó người ạ. Để có câu trả lời khách quan đến dư luận về những tồn tại hiện nay trên đất dự án, phóng viên Tầm Nhìn TV đã liên hệ làm việc với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà và Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, vẫn không nhận được phản hồi từ phía chủ đầu tư. Về phía Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông, ông Lê Xuân Hoàn, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường trả lời, cần phải thu thập hồ sơ mới có thể làm việc với phóng viên. Tuy nhiên, đến nay, câu trả lời từ phòng Tài nguyên Môi trường quận Hà Đông vẫn chỉ là sẽ liên lạc sớm. Dư luận đang đặt dấu hỏi về dự án này bao giờ mới được khởi công sau nhiều năm nằm bất động. Liệu có vướng mắc gì xung quanh việc triển khai dự án này hay không? Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin trong phóng sự tiếp theo.